Chào các bạn nha. Hôm nay sáng mình cho heo xong rồi nha các bạn. Thì bây giờ bên đây có con heo da bò của mình, đây nó cũng cửa lớn tháng rồi nè. Bây giờ mình sẽ chuyển nó qua cái chuồng nha các bạn. Đây. Nó có cái bụng bầu rất to nè, chắc tầm khoảng mười mấy 20 ngày nữa nó sanh đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển nó qua cái chuồng ô bên đường giữa này cho nó sanh nha các bạn. Đây. Có cái chuồng mấy bên xa xa bên đó vợ mình nó đang rửa cái chuồng heo con. Nhưng mà mình sẽ chuyển xuống cái góc dưới của cái chuồng ở dưới nha các bạn, là mình cho nó sinh sản cho nó dễ. Đầu là chút nữa mình sẽ lùa nó qua. Đây các bạn thấy cái bụng nó rất là to nha. Một tí nữa mình sẽ qua mình lừa con heo bên kia ra trước, mình thả nó ra rồi mình sẽ qua thả con heo này để mình qua thả con heo kia ra nha các bạn. Con kia thì nó đã sanh rồi, mà giờ mình lẻ con ra rồi nha các bạn, lẻ con ra rồi một chút nữa mình sẽ lừa nó qua. Chút nữa mình sẽ đổi con heo da bò đó qua cái chuồng bên đây nha các bạn. Cho con heo này nó qua bển, mình sẽ cho con da bò đó nó qua đây nó sinh sản. Bây giờ mình lại mình mở cửa mình cho nó đi ra. Rất là dễ. Mở cửa là nó đi ra. Ra con, ra. Nó đi ra các bạn thấy không? Mình lên mình lừa đi dễ dàng lắm. Đừng đi tới luôn. Thả nó ra cho cái con da bò nó ra, nó đi vô đây. Cái bắt đầu là mình lừa con này vô chuồng sắt nha các bạn. Thì con này mới lẻ ra nó cũng chuẩn bị lên giống nè. Cái hôm nay thấy nó lên giống cái qua nó to to nè các bạn. Vậy có thể là ngày mai mình sẽ có giống được rồi. Đây, giờ mình qua mình mở cửa cho con heo da bò này nó đứng và nó ra nha các bạn. Đứng vậy nè, đứng vậy con, đứng vậy. Để lại đằng đầu trước lùa nó ra cho dễ. Còn con này giờ cho nó ra ngoài đi, đứng đây đi. Chút cho nó vô này. Nó đứng gì rồi các bạn? Trong phòng rồi. Ra con đi. Bước vô đây cho nó thấy mình đang đứng trong ngoài ra. Đi, phục ra. Bước ra ngoài nha các bạn. Để cho nó ve lại luôn. Mình cứ từ từ lừa đi nha các bạn. Nó ra rồi. Cho nó đi rồi. Nghe lại con, nghe lại. Nghe lại nữa. Nãy không chịu quay cái đầu. Nghe ra, nó nghe vậy, nghe ra. Nghe ra. Nghe ra con, đi. Dê ra miếng nữa nữa. Đó. Dê ra. Còn miếng nữa dê ra tới à. Bạn thấy nó đi cũng dễ chứ không khó nha. Bước chân xuống luôn. Ra đi vô chuồng mình nha các bạn. Đang đi từ từ đặng luôn.
vô con, quẹo vô. Nó qua nó biết đẻ là nó thấy cái cửa rồi thẳng vô luôn nha các bạn. Đó, nó vô được rồi nè. Đó, thì mình lừa từ từ đi qua cũng dễ nha các bạn. Nói chung thì cũng qua chuồng ô nó sanh sản nhiều lần rồi nó quen đó nè. Xong rồi nha các bạn. Thì có dịp nó xanh mình sẽ làm clip chia sẻ cho các bạn xem cho vui nè. Các bạn thấy hay nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, tạo cho mình thêm động lực để mà mình làm nhiều video mới. Thì con này là con heo da bò nha các bạn, heo màu da bò giống vuông gốc nhưng mà mình đã phối ghép và lăng gát nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.